Here we go! Cùng bắt đầu một buổi chiều đầy thú vị với Zero Nine nào. Nhưng thì bây giờ là vừa mới thu âm xong nên xe của Leo
bang 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 gần tới nơi rồi nên là thôi chắc Zero Nine chuẩn bị vào shot tin đây. Mọi người ơi, thì cái giọng mày thì Zero Nine chuẩn bị shot tin nên là cho một cái MV debut. Khi nào ta? Tháng 3. Nên mọi người hãy cùng Zero Nine chờ đón MV của mình nha. Không biết các anh chàng của chúng ta giữ im lặng được bao lâu nhỉ? Còn bây giờ mới là thời điểm quan trọng nhất trong ngày đây. Với những bộ trang phục đầy màu sắc của stylist Chí Cường, Zero Nine mong muốn mang đến phong cách trẻ trung, hiện đại và khá là nghịch ngợm như chính lứa tuổi của các bạn ấy vậy. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng xem cách lựa chọn trang phục của 7 chàng trai có gì đặc biệt nào. Xanh kìa. Ôi cỡ. Số đẹp quá vậy. Tốc độ đi. Dễ thương quá Hân ơi. Đó. Đó, siêu nhân vàng đi vô luôn đi. Siêu nhân vàng thiệt luôn á. Cái bảng màu hay gì. Với trang phục màu vàng, anh chàng Leo của chúng ta đã nghịch ngợm, nay lại còn nghịch ngợm hơn nữa. Ông đánh điểm cái xếp màu trắng. Nhìn ông giống con bạch cốt tinh lắm. Sống ra mặt này. Zen có vẻ không hài lòng với bộ đồ của mình thì phải. Tóc hồng. Tóc hồng hồng. Không, ý của anh Luân là vậy luôn á. Anh đâu có thằng vậy đâu, mắc cười quá. Bộ đồ màu trắng sẽ làm cho mái tóc hồng của Minh Cúc càng nổi bật hơn. Còn em anh mọi người thấy đẹp không mọi người? Ủa mà anh cái áo này có mặc quần mà. Đẹp đó KG. Ai làm chốt khó tính đó anh Chí Cường à. Chết. Không được. Ta-da. Yeah, quá đẹp. Tự tin quá nha Jaybin. Cái gì giống cá bò chả. Cái đồ nó không trời ơi, cái đồ que đẹp quá. Đúng rồi, chặt cho miếng ghe coi. Bây giờ tôi im lặng rồi đó. Anh nhìn tôi giống như mấy cái bà mà ở trong mấy cái tiệm mà chặt thịt heo á. Đi chen gì vậy trời. Em nói là làm kìa. Hả? Sợ. Anh lên lại. Đó, anh làm gì? Trời sợ. Anh lên nào ta? Sợ luôn cây tôi nha. Có biết ai lần nào đâu. Chui. Khác với không khí vui vẻ trong phòng thay đồ, khi bắt đầu làm việc, các anh chàng của chúng ta hết sức nghiêm túc nhé. Nay Zen nó thì đẹp hơn, tốt hơn mọi lần. Thần thái ổn hơn.
Về phong cách của Zen đó thì là bạn cá tính với lại hơi điên một xíu. Là cái gì cũng tốt, tốt hơn những lần trước. Dù điều có cái gì là thường có thể là tạo dáng hơi đầm lố hơn tất cả mọi thành viên trong nhóm. Nguyên Cúc thì đây là cũng là lần đầu chụp cho nên hai bên giao tiếp vẫn chưa có hiểu ý nhau lắm. Nguyên Cúc thì diễn vẫn chưa có diễn được nhiều. Nguyên Cúc thì sẽ gương mặt dễ thương nên nghĩ là sẽ nên theo kiểu style nó dễ thương. Leo thì hôm nay chụp vẫn ổn, thường là Leo đã chụp rất là tốt. Kỹ năng diễn xuất cũng tốt. Leo cũng không có quá nhiều kỹ năng mà chỉ là diễn rất là nhanh thôi. Han thì buổi chụp hôm nay của bạn cũng có vẻ là tiến bộ hơn tất cả mọi lần. Thần thái cũng ổn hơn. Anh thì là đùi bị to, mỗi lần mà không mặc quần skinny được. Sibin thì tại vì phong cách xưa giờ là phong cách hơi quái quái hay dị dị xíu. Sibin xưa giờ là diễn ok với lại cái phong cách như vậy. Nhược điểm của Sibin thì diễn cũng hơi nhanh, nhiều khi mình khó bắt được cái đó. Lần thì đẹp nhưng mà lúc mà diễn thì lại bị đơ nhiều, cái xuất hình lên lại không có đạt được cái hiệu quả. Alan thì hình như là hơi không có được hòa đồng với nhóm. Sự tương tác của Alan với Zen nó lại không có cái sự tương tác cao. Ơi mọi người ơi, đi ra ngoài đi, anh có chuyện nói với Alan với Zen cái. Thấy trong cái khúc chụp hình em thấy anh với Zen sao mà em thấy chuyện này cứ tiếp diễn liên tục hoài luôn. Mình là một nhóm mà không tự nhiên hai anh cứ nặng hẹ ra nhau hoài mà biết chừng nào nhóm thành công. Hôm nay là chụp rồi còn một ngày nữa là quay rồi đó mà không tự nhiên ở phòng tập thì không sao mà lên đây anh còn thái độ, hai anh còn thái độ với nhau nữa. Tụi em chịu được ở phòng tập thôi chứ còn lên set mà có mọi người nữa chi. Zen thì em biết anh lo cho nhóm, lo cho này nọ các kiểu, nhưng mà anh cũng phải thông cảm cho Alan nữa. Thôi nói chung bây giờ là tôi thấy như thế này là tại vì cái chuyện này là cái chuyện cá nhân của nhóm. Mà Kay thứ nhất nha, Alan với Zen là thứ nhất là từ trước đến giờ là cả nhóm cũng biết là Zen với Alan rất là nhiều mâu thuẫn với nhau rồi. Nên khi có camera ở đây nha, làm ơn đừng nói cái chuyện cá nhân này. Nó rất là làm Zen không có thích. Và thứ nhất là Zen không muốn nói cái câu chuyện này nữa. Ai hiểu gì thì hiểu, ok? Ok ok được chưa? Thật là tội nghiệp cho KZ. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu ấy còn phải vất vả nhiều. Có lẽ trong suốt season 1 này thì tập 4 là tập phim được các bạn mong chờ nhất. Vì tập phim nói về quá trình thực hiện MV POM, MV đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của 7 chàng trai nhóm Zero Nine. Đừng quên đón xem nha!